hello xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái podcast thứ ba của kiwi và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề mà mình thấy cũng rất là thú vị và cũng có nhiều bạn quan tâm và các bạn hay hỏi mình á thì các bạn hay thắc mắc là nếu mà một người biết vẽ hoặc là có khả năng vẽ thì có thể làm được những cái gì những cái ngành nghề nào Um, câu hỏi này thật sự rất là hay luôn Và mình muốn uh, uh, dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân mình Để mà mình chia sẻ cho mọi người Kiểu là mình uh, uh, biết thêm ha Ok thì uh, nói chung là để cái câu chuyện nó có đầu có đuôi Thì mình sẽ quay trở lại ngày xưa một chút ha Thì uh, hồi còn nhỏ thì cái lúc mà ba mình hay chở mình đi ra ngoài đường á Là hay ngồi đằng trước Chiếc xe máy á, thì ngồi đằng trước á Thì mình sẽ thấy những cái biển quảng cáo ngoài trời Thì cái thời đó mình còn nhỏ Thì mình đã thấy là những cái những cái người họa sĩ á, Những cái người thợ vẽ Những cái bản quảng cáo Ngày xưa là không có in ấn bản quảng cáo như bây giờ đâu nha mọi người Là những cái bản đó là người ta phải, sẽ dùng sơn Và người ta leo lên cái thang để mà người ta ngồi trên đó Và người ta vẽ trực tiếp lên cái bảng đó luôn thì dùng sơn để vẽ thì uh, khi mà mình đi như vậy á, thì mình sẽ thấy á, là người ta làm cái quá trình mà người ta làm một cái biển quảng cáo ví dụ như cái biển quảng cáo đó có một cái hình một cô gái đang cầm một cái sản phẩm gì đó để quảng cáo thì họ sẽ vẽ ra uh, cái khuôn mặt rồi bàn tay cô gái cầm rồi chữ nói chung là tất cả mọi thứ đều vẽ chứ không phải là như bây giờ là chỉ cần mình có một cái file xong rồi đem in thật là lớn ra rồi treo ngoài trời nha mọi người thì bắt đầu từ lúc đó là mình đã rất là có ấn tượng về cái nghề gọi là nghề vẽ nè và mình nghĩ là cái nghề đó rất là hay luôn tại vì mình không có hiểu là tại sao mà người ta có thể vẽ ra được một cái hình mà nó như thật mà nó đẹp như vậy á và kiểu đó là mình đã thật sự rất là kiểu là rất là hứng thú với cái việc vẽ luôn rồi thì phải nói là hồi nhỏ cái sở thích của mình là vẽ và mình nghĩ là chắc có rất là nhiều bạn đang nghe cái podcast này cũng đã từng cầm bút lên tô tô vẽ vẽ rồi nhiều đúng không? Hầu như là hồi nhỏ ai cũng đã từng vẽ bậy nè rồi nói chung là mua màu về vẽ tùm lum tùm la hết. Thì um, hồi nhỏ là mình hay tô màu hay vẽ thì mình ôm một cái mộng lớn lên mình sẽ trở thành họa sĩ. Tại vì mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà một người biết vẽ nè hoặc là vẽ đẹp á thì có một cái nghề mà rõ ràng nhất đó là lớn lên làm họa sĩ thì đó là cái suy nghĩ đơn giản trong đầu của một đứa con nít lúc đó như mình ừ, cái khi mà mình học cấp 2 á thì mình mới vẽ thiệp thì kiểu hay vẽ thiệp chơi trang trí rồi vẽ bông vẽ hoa gắn chữ rồi vô á thì nói chung là mình cũng cắt dáng này kia cho nói chung là đem cho vui thôi thì sau đó mình mới đem lên lớp khoe với mấy đứa bạn thì mấy đứa bạn nó cũng khen nó kêu là ờ, dễ thương quá đẹp quá cái sau mình mới nghĩ là hay là lớn lên là mình sẽ mở một cái tiệm kiểu là mình sẽ tự vẽ thiệp xong rồi mình bán mình thấy cái nghề nó cũng có cũng có triển vọng cũng có tương lai đó cái mình cũng thấy được thì lúc đó trong trường có một cái môn học là mỹ thuật đó mọi người thì có cái môn đó thì lúc đó thì mình rất là hâm mộ cái cô giáo dạy vẽ của mình tại vì mình thấy là trời sao mà cô vẽ đẹp quá và bắt đầu từ lúc đó thì mình suy nghĩ là hay là bây giờ mình đi làm trở thành cô giáo dạy vẽ mình nghĩ là chắc là mình sẽ theo cái con đường là sư phạm hay là uh, kiểu như vậy á để mà đi dạy tại vì hồi xưa á, mình nghĩ chắc có nhiều bạn rất là thích làm cô giáo tại vì cái nghề giáo á, mà hồi nhỏ thì thường là mấy đứa con nít nó nó kiểu rất là thích làm cái nghề đó, tại vì cái nghề đó rất là oai mọi người, là đứng trước lớp xong rồi à, được nói với mấy đứa học sinh nhỏ nhỏ bên dưới là à phải làm cái này cái kia, nói chung là cái nghề nhìn nó nó rất là oai và trong đầu mình là mình cũng thích làm cô giáo nữa, mình cũng muốn trở thành cô giáo để được dạy lại cho người ta, thì nó thích lắm. thì mình nghĩ là à, nếu mà mình thích làm cô giáo mà mình thích vẽ nữa, thì mình có thể làm giáo viên dạy vẽ, rất là có lý đúng không mọi người? Rồi cái um, xong ha, nói chung là sơ sơ là cũng một mớ nghề nãy giờ đúng không mọi người à, cái lúc mà mình học cấp 3 thì bây giờ thì mình đã lớn hơn một chút rồi á thì à, lúc đó là à, mình chuyển qua mình mê thời trang thì lúc đó thì mọi người biết là nhà có truyền hình cáp đó thì nó có một cái đài là chuyên về thời trang thì những uh, cái cái uh, những cái show diễn thời trang của nước ngoài là ở trên cái kênh đó là đều có hết và mình rất là hay xem cứ về nhà là kiểu là hay mở ra xem coi là hôm nay người ta trình diễn cái gì rồi uh, những cái nhà thiết kế nào có bộ sưu tập mới á nói chung là mình thấy những cái cô người mẫu mà đi sàn diễn rồi uh, mặc những cái bộ đồ vậy là mình thích lắm xong rồi cuối cái buổi cái show diễn đó thì nhà thiết kế bước ra nói chung là trộn nhìn rất là sung sướng tự hào kiểu là mình nghĩ trời nếu mà mình cũng trở thành một nhà thiết kế thời trang nó chắc nó đã, đã lắm thì đó mình nghĩ đơn giản vậy thôi mọi người um, thì uh, ở cái kênh mình nhớ có một cái kênh um, kênh htv 7 hay gì đó là hàng tuần tối chiều tối thứ sáu hàng tuần là sẽ có một cái kênh đó là kênh uh, thời trang và cuộc sống thì uh, cái kênh đó là kênh uh, của nước Việt nha, của Việt Nam mình á là chia sẻ về những cái thông tin về thời trang nè, rồi những cái bộ sưu tập nào mới, nói chung là cũng nói chung là rất là hay, rất là tóm tắt lại tình hình thời trang các mọi người. Thì cái cái chương trình đó là do Aquafina tài trợ và hình như là tới bây giờ là nó sẽ nó trở thành Aquafina Việt Nam Fashion Week, mình hình như là vậy đúng không mọi người? À, thì bây giờ không còn chương trình đó nữa nhưng mà mình nghĩ là bây giờ nó đã trở thành là gọi là fashion week luôn rồi uhm, thì đó là mình ôm mộng làm nhà thiết kế thời trang thì mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu như mà mình biết vẽ mình vẽ đẹp mình sáng tạo mình có thể tạo ra những cái bộ trang phục mới đặc sắc thì mình cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang giống như người ta uhm. Uhm, thì sau khi mà mình uh, suy nghĩ vậy xong á, thì mình mới quyết định là Ok, mình sẽ uh, thi vô cái trường mà có cái ngành học là ngành thiết kế thời trang Và mình cũng đi luyện thi này kia Thì um, uh, lúc á, mà mình học uh, vào trường được rồi á Mình học năm thứ nhất Thì năm thứ nhất thì nói chung là học cũng rất là nhẹ nhàng mọi người Tại vì bài vở nó cũng không nhiều Đồ án thì cũng ít nữa Cho nên là mình cũng có khá là nhiều thời gian Và mình đã xin đi dạy Kiểu là mình dạy trợ giảng Cho cái chỗ mà luyện thi đại học thì ngày trước là mình uh, luyện thi ở cái um, cái chỗ đó tức là cô giáo nói chung là mình và cô cũng khá là thân nhau nữa nên là sau khi mà mình học năm nhất á thì mình có quay lại mình xin cô là cho được uh, gọi là trợ giảng là hỗ trợ những cái bạn mà đang học luyện thi á thì uh, mình vừa trợ giảng nào mình vừa có tiền um, kiếm thêm á kiểu là mình có tiền rồi mình cũng có thể gọi là uh, có được một cái khả năng mà gọi là truyền dạy lại kiến thức kiểu là những cái kinh nghiệm của mình cho người khác và nó cũng giúp cho mình ôn lại cái chúng là rèn luyện kỹ năng vẽ của mình nữa thì đó um, thì trong cái khoảng thời gian mình đi học thì mình cũng có cùng với lại một nhóm bạn cũng mấy đứa bạn nữa để cùng mà nhận vẽ những cái um, nói chung là nó gọi không phải gọi là dự án gì mọi người nhưng mà kiểu giống như là trang trí là vẽ tường nè. Ví dụ như người ta cần, cần trang trí một cái góc hay là một cái vị trí nào đó ở trong một cái cái cái, cái tiệm nè, một cái cửa hàng, một cái quán cà phê thì tụi mình sẽ nhận những cái job đó để mà mình làm thì kiếm thêm. Thì cái thời điểm đó là mình cảm thấy là người ta rất là chuộng cái kiểu mà vẽ vẽ tay trên tường á cho nên là lâu lâu thì mình cũng nhận được vài cái việc như vậy để mà mình đi làm và nhất vào là cái mùa mà giáng sinh Noel á thì người ta à, có rất là nhiều nhu cầu để mà vẽ trang trí theo mùa là mình sẽ vẽ cây thông nè à, rồi à, vẽ những cái mà liên quan đến cái mùa giáng sinh rồi có một lần mình cũng nhận với nhóm bạn là đi vẽ trang trí cái trường mẫu giáo thì mọi người cũng biết là trường mẫu giáo thì người ta sẽ cần những cái hình ảnh là vui tươi dễ thương kiểu là sinh động cho mấy bé đi học thì vẽ những cái đó thì mình nghĩ là cũng không có cần trình độ mà quá cao siêu có nghĩa là mình vẽ khéo tay nè mình biết cách pha màu rồi mình có thể vẽ tay tốt thì mình có thể nhận được những cái công việc như vậy được rồi Um, thì uh, đó là những cái uh, kinh nghiệm, những cái chia sẻ mà mình uh, kể cho mọi người biết. À, đó là khi mà mình có một chút ít khả năng vẽ Thì đó là những cái công việc mà mình à, có thể làm Mà mình đã làm qua rồi Và thì mình cũng có kể hồi nãy là những cái suy nghĩ từ hồi nhỏ của mình Là khi mà biết vẽ Khi mà mình thấy những cái người khác mà họ biết vẽ Thì họ đã làm những gì giống như là mình thấy được À họ có thể vẽ được biển quảng cáo nè Hoặc là có thể trở thành một giáo viên dạy vẽ Hoặc là trở thành một nhà thiết kế thời trang Thì đó rồi à sau đó thì sau khi mình học xong đại học á thì mình ra trường thì mình đang hiện tại là mình đang theo ngành là vẽ minh họa thời trang. Thì cái cái tên gọi của cái ngành của cái công việc mà mình đang làm gọi là minh họa thời trang thôi, nhưng mà khi mà mình làm việc á, thì mình làm rất là nhiều những cái việc khác nhau Chứ nó không có phải là hoàn toàn liên quan đến thời trang không Thì mình sẽ nhận vẽ theo cái yêu cầu của khách hàng này. Ví dụ như họ muốn vẽ chân dung Thì mình vẫn sẽ nhận vẽ chân dung Rồi có khi thì mình nhận vẽ hình cưới nè mọi người à, Để cho người ta làm một cái thiệp cưới chẳng hạn à, Rồi có một đợt á, là mình nhận vẽ minh họa cho sách Là nói chung là khi mà biết vẽ thì mình có rất là nhiều những cái công việc khác nhau để mà mình có thể làm và gọi là cái nghề là minh họa thời trang thôi nhưng mà mình làm cũng rất là nhiều những cái khác nhau nữa ha mọi người đó thì mình nói sơ sơ cho mọi người biết là mình biết vẽ thì mình có thể làm được những cái gì khác nữa ha uhm, thì để mà mình nói là khi mà biết vẽ thì con có thể làm được với những cái ngành nghề nào á thì phải gọi là nếu mà kể ra thì mình thấy cũng khá là nhiều quá rất là đa dạng đối với một người mà có khả năng vẽ. Thì mình nghĩ là sau này á khi mà xã hội phát triển nè, rồi công nghệ cũng phát triển nữa thì ngoài vẽ tay ra là vẽ trực tiếp là bằng cầm cái bút vẽ trên giấy ha mọi người còn có thể vẽ trên máy nữa. Thì hiện tại là các bạn có thể vẽ trên bằng quacom nè, vẽ lên máy tính á. Rồi có những cái phần mềm để mà các bạn hỗ trợ cho cái việc vẽ trên máy rồi vẽ trên ipad thì mình sẽ có một cái um, ứng dụng riêng để mà mình cầm được cái cái bút vẽ trên thẳng trên ipad luôn nói chung là có rất là nhiều những cái hình thức vẽ khác nhau chứ không phải là vẽ truyền thống như ngày xưa ngày xưa thì mình không có những cái công cụ hỗ trợ để mà mình vẽ digital là vẽ kỹ thuật số mọi người thì uh, mình thấy là cái cơ hội nghề nghiệp nó sẽ mở rộng hơn nữa khi mà cái công nghệ nó phát triển nè um, và bây giờ thì mình có thể um, kể ra một số những cái ngành nghề mà nếu như một người biết vẽ có thể làm được ha Bây giờ mình sẽ kể sơ sơ Ví dụ như các bạn có thể là một kiến trúc sư Nếu mà các bạn thích về xây dựng, nhà cửa thì có thể làm kiến trúc sư hoặc là một nhà thiết kế nội thất rồi à, ngoài ra thì à, như các bạn cũng biết là có thể nếu mà các bạn nào thích thời trang thì có thể trở thành là một nhà thiết kế thời trang thì khi mà học thời trang các bạn cũng không nhất thiết là phải trở thành nhà thiết kế thời trang thì các bạn có thể làm à, những cái gì liên quan thời trang ví dụ như là kinh doanh thời trang chẳng hạn tức là mở ra tự mở ra một cái thương hiệu riêng và mình à, thiết kế những cái bộ đó rồi xong đó mình đem đi sản xuất và mình tự làm một cái thương hiệu của mình ha và cái ngành nghề tiếp theo đó là thiết kế đồ họa thì thiết kế đồ họa nó sẽ gọi chung là cái ngành thôi ha nhưng mà nó sẽ có rất là những cái nghề khác nhau như là các bạn có thể là làm trong những cái công ty quảng cáo nè truyền thông à, các bạn có thể làm trong một cái công ty mà nó có cái phần nó có cái, cái 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 bộ phận là marketing thì nó cần quảng bá đúng không thì sẽ cần những cái hình ảnh nè rồi có làm trong về truyền hình, phim ảnh. Nói chung rất là nhiều và mình thấy cái 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 ngành thiết kế đồ họa là một cái ngành mà gọi là hiện nay nha là có thể um, có cơ hội kiếm việc làm rất là cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau luôn. Và tiếp theo thì các bạn có thể trở thành họa sĩ minh họa. Thì họa sĩ minh họa thì có rất là nhiều những cái lĩnh vực như là các bạn có thể vẽ minh họa truyện tranh, minh họa truyện thiếu nhi, vẽ bìa sách, tạp chí rồi uh, uh, minh họa cho những cái bao bì nè ví dụ như đồ ăn thức uống vân vân đó à, và tiếp theo là mình sẽ có một cái ngành là um, gọi là truyền thông đa phương tiện hả à, hoặc là nghệ sĩ đa phương tiện mọi người có nghĩa là mình sẽ làm về những um, web nè design web làm về game nhân vật trong game hoạt hình vân vân đó nói chung là rất là đa dạng luôn và nếu như mà các bạn biết vẽ và các bạn có những cái khả năng mà các bạn biết quay video nữa làm video thì các bạn có thể trở thành một youtuber hoặc là một tiktoker và các bạn có sẽ có một cái nền tảng riêng các bạn có thể chia sẻ các bạn có thể tạo nội dung thì các bạn sẽ trở thành một content creator để mà sáng tạo ra những cái nội dung về liên quan đến nghệ thuật vẽ vời ha thì hiện tại thì mình cũng đang làm một tiktoker youtuber này mọi người thì đó là một số những cái ngành nghề mà mình có thể kể ra được Và hiện tại là mình thấy à, Đó là những cái nghề mà rất là Phổ biến luôn, hiện tại rất là phổ biến Và nhiều bạn cũng đang làm trong lĩnh vực này Và mình thấy rất là ok nha mọi người ừ. Thì à, Mình cũng muốn nói với mọi người cái là à, Biết vẽ nó làm chỉ là Một kỹ năng thôi mọi người Nhưng mà trong cái thời đại ngày nay nếu mà mình chỉ biết mình chỉ thành thạo có một kỹ năng thôi thì cái cơ hội việc làm của mình nó sẽ không có nhiều. Chính vì vậy mà mình nghĩ là ngoài kỹ năng vẽ ra thì ngày nay là các bạn cần phải có thêm những cái kỹ năng khác nữa. Ví dụ ha, thì mình nghĩ là nếu như là bạn có một kỹ năng um, chẳng hạn như ngoại ngữ, nếu mà bạn biết vẽ, các bạn biết uh, về ngoại ngữ thì các bạn có thể uh, uh, làm trong những cái công ty nước ngoài chuyên về ví dụ mạng quảng cáo nhưng mà ở công ty nước ngoài. Um, ví dụ vậy. Uh, hoặc là các bạn biết vẽ và các bạn biết thành thạo những cái phần mềm những cái ứng dụng hỗ trợ về kỹ thuật số chẳng hạn thì các bạn có thể làm uh, một nhà thiết kế đồ họa tại vì thiết kế đồ họa làm trên máy mà nếu như các bạn chỉ biết vẽ mà biết vẽ tay thôi á, thì rất là khó các bạn phải biết uh, có thêm kỹ năng làm trên máy nữa um, đó đó là mình ví dụ ha thì mình thấy có một cái nghề nữa nó cũng nghe thì không liên quan lắm nhưng mà mình thấy có liên quan đó, đó là cái gọi là nhiếp ảnh gia thì mình thấy cái nghề này mặc dù là các bạn thấy làm uh, mình làm việc với cái máy chụp hình là mình chỉ chụp hình thôi đúng không nhưng mà nhiếp ảnh gia thì không đơn giản là cầm cái máy lên rồi bấm chụp thế là các bạn cũng sẽ biết về bố cục nè màu sắc um, rồi làm sao để nó là có cái tính thẩm mỹ trong cái bức ảnh đó um, thì uh, nếu như các bạn biết vẽ nè các bạn có khả năng về màu sắc bố cục thì đó nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái công việc mà thành nhiếp ảnh gia và đối với một người mà biết vẽ nè, mà vẽ đẹp nữa và có một cái phong cách riêng có thể sáng tác được thì có thể là trở thành một cái người họa sĩ. Ở đây là mình đang nói một người họa sĩ giống như những cái họa sĩ mà nổi tiếng thời xưa. Ví dụ như là Leonardo da Vinci hay là Van Gogh đó mọi người. Thì những cái người họa sĩ này họ sẽ sáng tác ra những cái tác phẩm của mình và họ sẽ bán cho những cái nhà siêu tầm nè hoặc là đem đi triển lãm thì khi mà triển lãm sẽ có những cái người mà họ mua nè hoặc là họ đấu giá tranh thì họ sẽ uh, kiểu là sống được bằng cái nghề đó nghĩa là bán những cái tác phẩm của mình ha thì mọi người có thể hoàn toàn trở thành một người họa sĩ giống như vậy uhm, thì từ nãy giờ là mình đã kể ra một số cái, um, cái ngành nghề mà mình có thể làm khi mà biết vẽ rồi thì tuy nhiên bên cạnh đó thì mình cũng có nói là trong cái thời đại ngày nay thì nếu mà ngoài biết vẽ ra mà bạn còn có thêm những cái kỹ năng những cái kiến thức khác nữa thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều và nó sẽ tạo ra cho mình những cái cơ hội việc làm rồi những cái những cái hướng đi nó sẽ nhiều hơn nếu như mà mình biết thêm được nhiều những cái kỹ năng khác và Uh, đó là cái chia sẻ của mình uh, nói chung là mình dựa trên những cái kinh nghiệm những cái gì mà mình học được nè mình đi làm mình thấy và mình nhìn những cái xung quanh mà mình như là kiểu là mình cũng đọc thêm này kia thì mình biết được đó là những uh, những cái mà mình có thể mình làm được khi mà biết vẽ um, mà có một cái này hay lắm nha mọi người nếu như là một người mà hoàn toàn mà kiểu là nghĩ là vẽ chỉ là một cái ở sở thích thôi thì mình thấy nó cũng có rất là nhiều những cái lợi ích tại vì khi mà mình biết vẽ thì mình sẽ dùng cái vẽ nó làm một cái cách để mà mình thư giãn là mình giải trí sau một cái công một cái ngày mình làm việc mệt mỏi một cái buổi cuối tuần nào đó thì mình sẽ dành thời gian ra để mình vẽ chỉ để chơi cho vui thôi thì mình thấy là vẽ nó cũng hay lắm chứ bộ Nghĩa là mình cũng chẳng cần là phải vẽ đẹp hay là phải học qua trường lớp gì để mà vẽ cao siêu Chỉ là ừ, tôi biết vẽ để mà tôi vẽ cho trong cái thỏa cái đam mê, cái sở thích để mà thư giãn thôi Thì mình thấy nó cũng rất là hay luôn uhm, Đó là những cái chia sẻ của mình về cái chủ đề ngày hôm nay Thì đối với các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào à, Nếu mà một người biết vẽ thì còn có thể làm những cái gì khác nữa Thì có thể để lại bình luận bên dưới để cho mình biết cái ý kiến nha ừ um, hoặc là các bạn có những cái gợi ý về những cái chủ đề nào mà nó thú vị hoặc là các bạn đang quan tâm thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới và mình sẽ chia sẻ thêm về cái này nếu như mà mình biết rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nghe hết cái podcast lần này của kiwi và hẹn gặp lại mọi người trong cái podcast lần sau cảm ơn rất là nhiều bye bye